Kính thưa mọi người, thì ở trong hình đây đó là chị Hà và con trai của chị. Thì cô Phút vừa mới chụp qua cái điện thoại của cô Phút. Tại vì chị Hà cũng nói là chị có một cái tấm hình duy nhất, ngoài cái tấm hình ở trong điện thoại thì còn một cái tấm ở chứng minh nhân dân. Hay chị Hà, hôm nay là chị muốn là tìm con trai của chị, tại vì chị cũng có nói là bạn này là có vấn đề về thần kinh, vừa đi khỏi nhà khoảng trên một tuần. Một tuần thôi, đúng không chị? Thì em sẽ chia sẻ về cái clip này để mong sao mọi người biết con chị ở đâu, có thể là liên hệ với lại gia đình để mà tới mà đưa bạn này về, hả chị? Em sẽ nhờ chị Hà chia sẻ những cái thông tin kỹ càng thêm về cái ngày giờ đi, rồi tên tuổi, rồi hình dáng con chị nha. Nó là Ngô Viết Phú. Dạ. Sinh năm 1996. Nó bỏ nhà đi lúc là 24 chiều 24. Chiều 24 tháng 4. Ừ, khoảng chừng 3 giờ chiều á. Dạ. 3 giờ chiều và tới giờ là không thấy về nữa. Về cái hình dáng của con chị thì nó, như thế nào chị? Nó bự con, nó mập bự mà tóc nó hơi chạy vậy, nó tóc nó giống như là nó bị dài quá, nó xù xuống mặt. Cao khoảng một mấy? Nó cũng khoảng 1m6 á. Khoảng 1m6. Cái cân nặng khoảng bao nhiêu chị? Nó cũng phải 50 mấy kg rồi. Khoảng 55 kg không? Ừ, nó mập hơn ba nó đây nè. Mập hơn vậy là hơn khoảng trên 60 chứ. Ừ, nó mập. Tại chú này là khoảng trên 55 rồi. Dạ. Còn có cái vết thẹo hay hình xăm hay là gì không? Nó không có hình xăm gì hết á. Thẹo hả chị? Không có thẹo. Nó có cái thẹo gì mà trên đây mà giờ không thấy đâu. Cái mắt nó gì hơi lờ đờ rồi, nó giống trang trong hình vậy đó. Cái tóc nó dài đâu xù. Lúc đi là mặc bộ đồ gì? Nó mặc cái quần đùi bằng rin xanh đậm, quần sọc rin á, xanh đậm mới là cái áo thun màu vàng mà có mấy cái vệt đỏ này nè. Vệt đỏ chỉ chữ lô vê vậy. Áo thun là cổ tròn hay là cổ tròn màu vàng, đề mấy cái vệt màu đỏ để chữ lô vê yêu gì đó. Đi buổi chiều ha. Buổi chiều. Ở đây là cái hình giấy chứng minh nhân dân của bạn Ngô Viết Phú. Sinh ngày 9 tháng 1 năm 1996. Cái hình này là hồi năm 18 tuổi đúng không? Đúng rồi. Hà. Nhưng mà cái hình này thì có thể là nhìn không có ra, nhưng mà cái hình hồi nãy chị gửi em cái hình chụp có một cái tấm á, là có thể nhìn ra, tại cái hình chụp nó gần hơn. Rồi chị có đi những cái nơi mà bạn bè hay là người thân đồ như thế nào để mà đi tìm? Có tìm, lại có quen với cô với Bến Tre á. Lúc kia nó có xuống một lần rồi, nhưng mà cô nói là không có xuống đây. Cô đó là gì của mình? Cô đó là hồi xưa nó cũng có xuống một lần rồi, nhưng mà lúc đó là tại vì nó có mang cái giấy tờ gì chứng minh nhân dân mà ô tô đó, trong cái giỏ sách đó, nên người ta lục ra, người ta tìm, người ta báo thì có tìm ra rồi. Vậy là đây là lần thứ hai mà bạn Phú đi khỏi nhà. Lần thứ hai, mà lần này tìm không được nữa, tại vì lần này nó không mang một cái gì trong người hết, nó đi tay không. Mà kỳ trước là đi 2 ngày là có người báo về rồi. Hồi nãy chị nói với em là bạn viết tờ giấy là sao chị? Nó đi, nó thấy một tờ giấy nhỏ xíu trên bàn là tao đi miền Tây, Bến Tre tao chơi. Nói gì đó hả? Ừ. Tao về miền Tây, Bến Tre tao chơi rồi thôi. Ở dưới miền Tây là ngoài cái người mà ở dưới Bến Tre là còn ai người thân mình? Không có ai hết á. Cái người đó là nó cũng quen hàng xóm, người ta cho giúp đỡ cho nó ăn thôi, không phải bà con đó. Người ta kêu điện thoại giùm á, người ta kêu lên là có bà chị có thằng con đi lạc về ghẻ ở nhà số mấy đường gì đó. Thì cách đây cũng 10 mấy ngày rồi thì mình cũng đem nó về cái đùng cái nó trốn đi nữa rồi. Mới cách đây 10 mấy ngày thôi hả? Nó trốn đi nữa rồi. Giờ thì không có giấy tờ gì hết. Ừ. Như kỳ này là không cuốn sách không gì hết. Bạn Phú này bạn viết giấy rồi bạn có những cái hướng đi vậy là có thể là về cái vấn đề thần kinh của bạn thì có thể là bạn lúc nhận thức được, không nhận thức được, đúng không chị? Từ hồi nhỏ lớn giờ đi 2 lần thôi, lần này lần thứ 2. Mấy lần kia thì nó qua nhà chú cậu thì gần đây trong thành phố thì nó về được. Có đi trình báo ở địa phương với lại là dán giấy được không? Không. Chưa luôn. Mà theo như bây giờ suy đoán của gia đình là bây giờ bạn Phú này chắc là đi miền Tây hả? Mình nghĩ nó đi miền Tây hả? lên mạng nó tìm gái, tìm bạn với ảo vậy. Với ảo á, nó nghĩ là đi ra ngoài xã hội ai cũng tốt với nó. Ủa bạn này là có sử dụng? Tại vì hồi xưa nó học internet, hồi xưa nó học máy tính. Nó học lúc đó nó chưa bị, cái giờ cái nó bị, nó không đi học nữa thì máy tính mình nghĩ là nó nhà tội nghiệp thì mình cho nó chơi rồi đó. Nhưng nếu mình làm chữ nó thì nó lại nổi điên lên, nên mình nghĩ thôi để cho nó vậy. Mà giờ bây giờ nó biết qua cái mạng, cái trang mà tìm bạn gái trên mạng đó, nhưng nó đổi tính thôi. Sao mà chị biết là bạn Phú tìm bạn gái? Nó nói, nó có nói sơ sơ cho mình nghe là nó thích con nhỏ này ở dưới quê Bến Tre vậy đó, chát với nó. Cái máy của nó mà nó chơi 24/24, nó xài mười mấy năm, nó cục cháy cái ổ cứng luôn, mang đi sửa thợ sửa nó nói cái này là phải thay ổ cứng, thay ổ cứng về rốt cuộc mất dữ liệu của nó. Nó về nó cược ông này là đánh ông này. Đất luôn. Nó có tâm lý rồi, nó có về thần kinh rồi. Bởi vì là trước kia là bạn Phú là bị cái vấn đề tâm lý này đó là trước kia hay là mới những năm gần đây thôi? Lúc nhỏ không phát thì là hồi năm lớp 9 lớp 10 á. Khoảng 15 tuổi ha, nay cũng 10 năm rồi. Nhưng mà lúc mình có đi bác sĩ về người ta nói chỉ bị trầm cảm, nhưng mà lúc mà bác sĩ cho uống thuốc thì nó về nó cởi đồ nó quăng hết. Rồi mình sót cho con mình á, nên là mình cho cái máy tính này cho thay hại. Rồi bây giờ mình hối hận nó là nặng rồi. Từ đó để đâm ra nó ghét hai ông bà này. Ví dụ mà ông này cũng chửi với đứa trên mạng nó ghét, nó thù, bây giờ nó đâm nó thù học cha mẹ luôn. Nó nói nó không bao giờ nó nhìn mặt nữa. Em hỏi chuyện chút xíu nha, là Phú có lấy tiền gì ở trong không? Tại vì không có để nó gì, nó không biết xài tiền, nó không biết cái giá trị đồng tiền. Mà sao người ta cho đi vậy biết được? Không biết làm sao mà người ta cho đi xe đò được, xe buýt được. Có nghĩa là bây giờ là anh chị là có thể là xác định là Phú có thể là về miền Tây, nhưng mà theo dẫn dắt của những cái người bạn ở trên internet đó, ở trên cái group, cái nhóm gì đó của bạn Phú. Tuy là cái bạn này là bạn có vấn đề về thần kinh, nhưng mà có những lúc thì bạn vẫn bình thường, vẫn sử dụng máy tính rồi các thứ rồi bạn bè, nhưng mà có một cái là không biết xài tiền, là cũng không có biết mà nghe lời ba mẹ. Đúng rồi. Hay rồi, đánh tôi mấy lần rồi. Chị có mấy người con? Tức là nó không biết dùng tiền đi mua đồ ăn hay là gì, không hiểu làm sao mà nó đi được về bế dưới Bến Tre. Nhiều khi bạn có một cái khoản tiền ở trong người không chừng. Không, nó có 10.000 à. Không dám để tiền sợ nó đi đâu. Mà bây giờ không phải là anh tưởng đi xe đâu, nhiều khi đi bộ không chừng nữa. Đi bộ làm sao mà mới có mấy ngày nó đi về dưới Bến Tre được? Không, là trước đó hả? Không, ví dụ nó đi bộ chắc nó đi xe buýt đó em, nó đi xe buýt sao nó phải có tiền, không nó có tiền, nó đi xe buýt có 5.000 thôi, 6.000 thôi. Nó nói có lúc người ta không lấy tiền nữa. Không, mà cái việc mà đi xe hay là đi như thế nào nó rất là dễ, tại vì nếu á, một cái người mà tâm lý mà bất ổn mà anh thấy mà y chang những cái người mà đi ngoài đường mà không biết gì á, thì cái đó người ta không biết đón xe. Còn những cái người mà tâm lý như con của anh á, thì họ có cách nói, họ có những cái ấy là họ đi được thôi. Vậy à? Ví dụ như đi đường xa, ví dụ như còn người ta còn hạn chế, chứ mà đi miền Tây rồi người này cho thấy, người này cho 5.000, 10.000 thì có tiền đi xe buýt rồi. À hay ạ. Mà công an hỏi địa chỉ nó không nói nha. Lục thấy cái photo hình chứng minh nhân dân nó mới tìm ra được cái địa chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, mới điện về cơ công an Thành phố Hồ Chí Minh. Công an cũng la, nó sao để cho con mình đi như vậy. Nó bỏ nhà đi, mình canh đi làm. Nó có hai người à, có mình nó à. Hai vợ chồng của mình nó đâu có đứa thứ hai đâu. Thằng này chưa nghĩ. Hai vợ chồng có một đứa con thôi. Nó quậy banh luôn. Đợt này mới nếu mà tìm được cái là thôi chắc gửi vô trong những cái trung tâm để có thể là mau phục hồi lại cái tâm lý. Ví dụ như mình muốn có cái sự giúp đỡ của người ngoài á, người ta cho mình như người ta chữ lính sau lưng, người ta cho mình chút đỉnh đó để mình đưa nó vô, tại ví dụ mình có tiền thì không có khả năng rồi đó thì mình xin được không? Cái đó cũng tùy để xem là tìm bạn Phú về rồi các hướng giải quyết như thế nào. chứ cái phòng của nó ổn bẩn lắm. Từ trước tới giờ chị có đưa Phú vào trong bệnh viện tâm thần không, để họ giám định không? Không, chưa, chỉ đi gì thần kinh ở trên đường gì nè, quận 10 á, người ta bác sĩ giám định nó là bị trầm cảm nhưng mà không đúng thuốc, về nó cởi đồ nó lao hết. Cái đó là chị dám mới có khám bệnh thôi. Chứ họ đi rồi tinh thần dám chưa dám đi. Mình nghĩ là mình thấy đơn giản là nghĩ nó hiền, nghĩ nó không phá, nghĩ vậy thôi. Mà ai giờ ăn Tết xong bắt đầu nó nổi lên. Trước Tết rất là hiền. Bạn có chơi chất kích thích gì không? Không chơi gì hết, không chơi gì hết. Tự động bị trầm cảm thôi. Rồi bây giờ nó nặng thêm. Rồi ở Bến Tre cũng có một đứa nữa cũng làm về ba cái tắc này nè. Nó về nó nói bung bơ, nó nói một ngày nào đó nó sẽ đi gặp mặt nhỏ này. Tại vì nhiều khi ở nhà là mình biết cái biểu hiện, biết cái bệnh tình của con mình, nhưng mà khi mà con mình lên trên máy tính á, mình không biết thì nói chuyện, ví dụ như Phú nói chuyện với cái bạn gái đó thì nhiều khi là hai bên bạn gái đó cũng không biết Phú như thế nào. Đúng rồi. Là mà lúc mà ra giáp mặt chắc bị người ta chửi hay gì đó rồi mới khùng. Mấy người nằm cái đá ngủ vậy đó. Giờ mà đi tìm tới mấy bạn gái đó biết được cái là còn Phú còn ấy hơn á, còn tâm lý hơn. Đúng rồi, chắc vậy ra bị người ta xua đuổi đó. Thấy ghê quá vậy, mặt tà lõng để đi ai mà nhận. Thì mình đã nói xung tích rồi, giờ con quen con nhỏ trên mạng, con nhỏ không biết mặt con mà con nói con ra từng nhà nó con gõ cửa con tìm, dĩ nhiên nó thấy con nó sẽ bị đuổi, nó sẽ bị sốc. Nó mình nghĩ vì vậy đó. Còn lúc mà chat chứ trên mạng mình đâu có cho mình, nó đâu cho mình coi đâu. Nó còn đuổi mình đi mà. Nó chỉ nói bâng quơ là con thích con nhỏ Bến Tre, con thích con nhỏ ở Bình Long. Thôi. Rồi nó sống như trong ảo, nó một ngày là nó sẽ sống rồi nó không về đây nữa. Có gây tới ảnh hưởng tới hàng xóm không chị? Không. Nó chỉ quậy gia đình thôi à. Quậy đục nước ba mẹ luôn vậy đó hả? Nó sẽ rất là sợ người ngoài ví dụ như anh hay ai vô thì nó lại ngồi im, nhưng mà tôi nói thì nó lại ai cứ hàng xóm mà có người qua chơi nói chuyện thì nó lại ngồi lắng nghe, dạ là qua. Nên ở dưới Bến Tre cái bà Hương đó, gia đình nó thấy nó rất là thương, lúc mà nó đi lạc đó người ta cho nó ăn, người ta cho vô ở nhà nó ngủ 2 ngày đó, người ta giữ lại, người ta nói nó hiền, mình dễ thương, đối với người ngoài nó rất là dễ thương, nó dạ vân người ta tự nó ngoan. Nhưng mà về nhà thì hai ông bà này đối nó xử như vậy. Ở quen rồi, từ nhỏ tới lớn. Nó không bao giờ nó kêu bằng mẹ hết. Nó kêu bằng bà thì thôi. Ê hay bà. Từ hồi bị bệnh tới giờ ha. Hồi nhỏ thì có kêu mẹ nhưng mà lớn lên chút rồi. Có cho uống thuốc không? Uống thuốc an thần rồi không? Có mua ở ngoài không à? Mua mấy cái tiệm thuốc tây thì cho để nó ít khi nó ngủ lắm. Nó ngủ đêm nó cứ đi dạo dạo nè, mình ra nhộn nhà gì đó. Đi nó chơi nó nghe nhạc xong rồi nó nghe cái phone á, xong rồi nó múa. Cái kia mình nghĩ là nó không ngủ thì mình ra tiệm tay mình khai ra thì người ta cho uống ăn thần thì nó ngủ. Nó ngủ nhưng mà qua rồi sau nó không chịu uống. Mình đưa ra nó giục, bây giờ thuốc cho nó uống rất là khó. Chị Hà còn những cái thông tin gì nữa không chị Hà? Thông tin về cái gì? Về con chị á. Sẵn ở đây chị suy nghĩ thử coi còn hay không, tại vì một những cái thông tin rồi đó nếu mà ít ỏi nhưng mà nhiều khi nó lại là có hữu dụng. Vậy hả? Dạ, chị nhớ thử coi. Về tìm nó ra hả? Chị nhớ thử coi. Còn gì không, manh mối gì không? Về tính tình hay gì? Không, về manh mối hay bất cứ gì mà dễ tìm nó được. Tìm thì nó là thôi đó ha. Nó về miền Tây đó, nó là chú về miền Tây nhiều đó. Rồi nó có lời đi, nó nói là nó sẽ đi về Vĩnh Long, nó tìm ai trên mạng đó. Rồi nó nói là nó chưa biết Vĩnh Long, nó sẽ đi tìm cho bằng được. Đợt trước mới đây mười mấy ngày là Bến Tre. Còn giờ là đòi miền Tây nhưng mà nó đi Vĩnh Long. Nhưng mình nghĩ là tiền bạc đó mà nó đi Vĩnh Long. Mình nghĩ nó còn vua trong miền Tây mà không biết tỉnh nào thôi. Nó nói là nó thằng này nó bệnh rất kỳ, nó nói là nó làm không được. Nó nói bây giờ nó không thích ở Thành phố Hồ Chí Minh nữa mà nó nói là nó sẽ về quê ở. Nhất là Bến Tre. Đó. Thà ngủ ghế đá cũng được. Đó. Thích ngủ ghế đá cũng được, chứ không thích ngủ trong nhà nữa. Chứ nó chưa nói về hàng xóm thì nó chưa gây chuyện hàng xóm. Nói chung là những cái thông tin thì nó cũng cơ bản thôi. Từ nãy cũng có thông tin, cũng có hình ảnh. Và mọi người cũng có hiểu được cái câu chuyện của gia đình mình chút xíu rồi ha. Nó đánh thì nó đánh mình mấy lần rồi. Nó cũng bóp cổ mấy lần rồi nhưng mà mình thoát được. Vậy luôn đó hả? nó bốc mổ dữ lắm, nó bóp mà. Mình thương con mình rồi mình để ở nhà hay sao vậy chị? Mình nghĩ là mình tìm tiền, kiếm tiền đi vay mượn mà không ai cho hết. Với lại mình giống như mình, ví dụ giờ tôi nghĩ đi, ông này ông cũng sợ nó, mà tôi đưa nó ra xe đi, nó đâu có dám xe ra xe, dù hay có người gì nó đi nữa, có tiền hay có người dụ nó đi lên xe nữa. Khuyên như là mình phỏng vấn nó, khuyết tật nó đi, khuyết như là mình khuyên lơn nó cho nó chịu đi làm gì mới được chứ, dù nó không chịu đi thì mình đẩy nó đi, nó đâu có đi đâu. Với lại nãy chị nói là cũng không có điều kiện để mà gửi trong đó dài lâu đúng không? Giờ mình ví dụ như giờ cho nó về đi cũng rất là nguy hiểm, nó sẽ đi nữa. Người ta nói là nó tự đi một lần thì hai lần nó sẽ đi hoài, nó sẽ tìm cách nó đi. Bây giờ nó còn nói mà tôi không sợ bà nữa, bà có ngồi đây tôi đi ngang luôn, tôi không cần mở cửa nữa, tôi không khóa cửa nữa, tôi đi định bơ làm cho tôi đó, ai cấm, nó nói vậy đó. Nhưng mà khuyên thì một chuyện mà mình phải có tiền mình mới mang đi được, không mình không biết là bao nhiêu nhưng mình có một ít. Ở trong đó đó ít nhất đó là một tháng là mình phải trên là 2 triệu tới 3 triệu. Mà có đóng thế chân gì không? Thì mới vô là chị đóng rồi, y chang mình đi thuê nhà trọ vậy đó, mới vô vì đóng tháng đầu, đóng hoài vậy đó, đóng tiền thuốc thang rồi tiền cho y tá bác sĩ rồi các thứ rồi đó. Nói chung là mới một tháng là chị phải đóng ít nhất là phải trên 2 triệu ở các những cái bệnh viện đó. Ví dụ em biết cái bệnh viện nào mà có thể hợp với thằng này không? Bệnh viện thì nhiều, chị ra ngoài anh ra ngoài Bỏ Văn Kiệt đó anh, bệnh viện gì đó nhiều bệnh viện mà, vừa bệnh viện Biên Hòa nè. Biên Hòa xa quá. Thì ở ngoài mình là ở quận 11 á thì mình đi ra ngoài Bỏ Văn Kiệt. Bỏ Văn Kiệt. Bệnh viện gì đó, ngoài đó em quên tên rồi. Bệnh viện tâm thần gì đó. Mình làm đơn nữa hả? Nói chung là bây giờ chị chỉ dần mà tìm được con chị thôi, chị rồi có tìm cách dẫn nó đi ra được ở ngoài bệnh viện, thì ra đó người ta khám thì chắc chắn là theo cái bệnh tình của con chị là theo em nghĩ là họ sẽ khám, họ sẽ kết luận là con chị bị tâm thần, đó thì bắt đầu mình có những cái quyết định hoặc họ tư vấn, là mình nên điều trị là tại nhà hoặc là điều trị ở trong đó, thì tốn tiền hơn. Thì ở nhà thì không ai lo đâu. Cái khoản tiền thì nãy em nói rồi đó. Lại ở trong đó thì mình tốn những cái khoản ăn uống rồi, trong đó họ lo hết. Thuốc thang đồ hàng ngày họ uống cho ăn uống đúng cử, rồi họ có cái cách để mà họ điều trị. Với lại cái cách mà đưa nó vô nữa kìa, cái lúc mà đưa từ nhà đẩy nó vô nữa kìa. Đưa vô thì mình nhờ phường hỗ trợ. Mấy anh phường đó, anh tới anh đưa đi. Mấy cái đó thì dễ rồi, nhưng mà có một cái là bây giờ tìm nè, rồi tìm được, rồi tiền nông rồi đó. Mấy cái đó là khó thôi, chứ việc mà đưa đi rồi nó cũng dễ. Về cái nỗi lòng của ba mẹ mà con mình bị bệnh như vậy rồi đi tìm được các thứ đâu, như thế nào chị sẽ buồn, cho em chút xíu chị. Buồn lắm chị, rất là buồn, mà đêm về ngủ không được, mà mình ngon không bị giờ nó ở đâu, mà không đi làm là mình đi làm cho người ta, mình cứ phân vân muốn té mấy lần rồi nữa, mình làm không nổi luôn á. Đi làm cứ lo ra, mình đi làm nghề này tập vụ quét dọn mà mình khém té cầu thang mấy lần, ví dụ này phải như mình biết nó đang ở cái nhà nào, ở nhờ nhà nào rồi mình đỡ lo, mình đỡ lo. Còn lỡ ví dụ như nó ngủ bờ ngủ buồn, nó đói nè, bị người ta ăn hiếp rồi này nọ, lo vậy đó. Chị biết thấy vậy chứ đi mà đi như vậy mà đi mà ở gọi là ở gầm cầu rồi các thứ đó là bị tan hiếp dữ lắm. Đúng rồi. Rồi chưa kể là nhiều khi ở phường, ở xã họ thấy là vô gia cư rồi có vấn đề như vậy đó, họ đưa đi vô trong mấy cái trại luôn. Mình cũng không tìm ra hả? Mình không tìm ra luôn đó. Tại vô đó nếu mà biết khai á thì nhiều khi người ta tìm mấy, còn vô đó mà không biết gì đó là người ta sẽ đưa vô mấy chỗ tập trung dành cho người tâm thần đó. Mà không tìm ra luôn. Khó tìm lắm. Tìm cũng mình tìm nhưng mà không biết là họ chuyển đi đâu, họ chuyển con mình đi đâu, làm sao mình biết được ở trại nào. Mà đi mới đi có mấy ngày em biết có bị chưa? Cái đó em cũng không biết. Nhiều khi trong cái đợt đó họ đi mà dọn mấy người mà vô gia cư, mấy người mà bị tâm thần đó. Như mình không tìm ra luôn hả? Mong manh hả? Có những cái trường hợp đi bỏ ngoài đường, xong rồi đi ngoài đường bỏ nhà đi đó, xong rồi ở phường xã người ta ấy được, người ta giữ được rồi, người ta hỏi không ra thì tất nhiên người ta phải ấy rồi, chứ người ta đâu có thả ra ngoài đường nữa. Mà vô trong đó thì khó tìm, mình không biết là họ gửi đi đâu. Con đứa con mọc. À, có đúng không? Hồi lúc trước là Phú là học tới cấp 2 là nghỉ luôn hả chị Hà? Học tới lớp 10 dự bị. Là bắt đầu nó có những cái triệu chứng như vậy mình cho nghỉ ở nhà luôn. Tới giờ là ở trong nhà là 10 năm nay. Thì nó vẫn thấy hiền, nó không sao, tự nhiên cái khoảng chừng qua Tết á, nó nổi cơn rồi. Từ cái vụ gì mà tiền ở tay em á, nó nói là cho con nhỏ 7 triệu đó. Thì nhà mới nói là mình con không có tiền lo cho mẹ, không có tiền lo cho con đi khám bệnh gì kia mà con dám kêu mẹ đưa 7 triệu cho con nhỏ nào trên tay em á. Ủa chị đưa luôn hả? Đâu có đưa, mình cự nó thì về ông này ông la nó nè, nó xong rồi nó đánh ông này mới về chứ. Nó nói ông này xúc phạm mấy đứa trên mạng là đứa đó là yêu cầu nó đưa cho 7 triệu. À. Nó xin mình không cho. Nó xin mình kiện 7 triệu cho con nhỏ đó. Xong con nhỏ đó mình mới ra công an trình, công an nói đừng nên đưa, đừng có cho cái gì hết, là cái đó là lừa đảo chứ không phải tình cảm hết. À. Thì cái con này nó quê nên nó mới xuống là 3 triệu cũng không đưa luôn. Nó xuống còn 1 triệu cũng không đưa luôn, nó tức. Vậy là nó biết là Phú là bị bệnh, nó cứ tối ngày cứ nó thổi lỗ tai hoài vậy đó, biết người ta bệnh đừng. Nó tưởng là nhà mình có điều kiện. Đúng rồi. Đó, nên là cứ tối ngày thổi lỗ tai Phú rồi. Thằng này nó điên lên, nó ghét mình, nó đâm ra nó thù mình. Làm gì tội lắm á. Tội lắm á. Này giống như nó hoang tưởng đó. Nó nói giống như là người ta yêu nó vậy đó, mà tại sao không cho con nhỏ tiền để nhỏ yêu nó. Ý em nói là Phú bị bệnh, nó không có tội bằng cái người mà xúi như vậy đó. Lấy mấy đồng tiền như vậy. Tạm thời á, là những cái thông tin và cũng như là cái hình ảnh của con trai của chị thì chị đã gửi đến cho mọi người. Tuy là cái hình ảnh của Phú không có được nhiều nghe chị, nhưng là mong mọi người hãy cố gắng mà tìm giúp cho vợ chồng của chị Hà đây. Chị có lời nào chị nói với lại Phú và cũng như là bà con cô bác đang xem ở trên kênh? Cảm ơn. Dạ, chị mong là bà con cô bác có thể là chia sẻ về cái clip này với lại là tìm con chị dùm nếu mà thấy ở ngoài đường nghe chị. Nói đi chị. Nói tôi vợ chồng tôi á, có một đứa con thôi, bây giờ nhờ còn lòng mạng giúp dùm, đỡ dùm, tìm dùm càng sớm càng tốt, tại vì nó rất là bị khờ đó, nên tôi xin cảm ơn rất nhiều. Vì gia đình tôi có một đứa thôi. Em đọc cái số điện thoại của chị nha, để mọi người có thể liên hệ trực tiếp nha. Số điện thoại của chị Hà đó là 077 561 7981. À, hiện tại mình đang sống ở quận 11. Với lại là cũng nếu mà thông qua cái clip ngày hôm nay thì cô chú anh chị người xem ở trên kênh cũng rút ra kinh nghiệm chút xíu về cái việc mà quan sát cũng như là theo dõi về con em của mình trong cái lúc mà ví dụ như đặc biệt là những cái lúc mà đang ở những cái tuổi dậy thì hoặc là đang phát triển nghe chị, nên là về cái mặt tâm lý rồi đó, nên là cũng phải theo dõi để tránh cái trường hợp giống của gia đình của chị Hà. Cái khó khăn nữa là bây giờ nếu mà mình tìm được về đó là không biết làm sao để mà mình đưa đi, tại vì không có kinh tế, không có khả năng đưa vào gửi trong bệnh viện. Mà tìm được mà đem về nhà mà trong vòng vài ngày nó đi nữa cũng khó khăn nữa đó hay chị Hà. Nên là mong mọi người hãy góp ý ở trên kênh dùm nên phải làm sao. Cô Phút xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nếu mà có những cái thông tin gì của Phú thì cô Phú sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người. Mong là sớm có được cái thông tin của Phú hay chị Hà. Em xin kết thúc clip ở đây nha.